Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Chuyện tử tế. Chiều học về đói bụng, tôi liền ghé tiệm xôi ven đường. Đợi mua xôi, lấy điện thoại gọi cho đứa bạn. Tự nhiên có thằng nhỏ đâu nhảy ra, làm tôi giật cả mình. Chú ơi, đừng xài điện thoại ở đây, dễ bị giật lắm. Con biết chú không mua vé số đâu, nhưng nếu được, chú ủng hộ con một tờ thôi. Sao biết chú không mua? Cho một tờ đi. Dạ, con cảm ơn chú. Con ăn gì chưa? Chú bao con hộp xôi nha. Dạ được, con cảm ơn chú. Cô ơi, phần xôi của con, cô tách làm đôi để trong bịch ni lông giùm con nha. Ăn bịch ni lông độc lắm. Tại nếu con xin thêm cái hộp thì tội cho cô bán xôi. Con để dành cho nhỏ em cũng đang bán vé số, chắc nó chưa ăn gì. Chị, vậy cho thằng nhỏ thêm một hộp nữa nha, rồi tính tiền cho em luôn. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Nhìn vậy chứ có lòng lắm. Hôm rồi trời mưa to, thấy người ta bị tắt mái xe, nó lao ra phụ đẩy, cái rồi bị rớt sấp vé số xuống nước. Thương gì đâu không á. 10.000 của em. Ủa, ba hộp sao có 10.000? Không có em, tôi cũng cho nó mà. Tính hộp của em thôi. Lòng tin nhiều khi đặt có thể sai, có thể đúng, có thể bị phản bội. Nhưng ở thành phố này, muốn mất lòng tin cũng đâu có dễ. Đừng trách con người, nên chăng là trách những nầy nọ làm họ quay lưng lại với nhau. Đâu cần phải vinh hoa phú quý. Ai đó đã nói, làm người tử tế trước khi làm người có học. Ở hiền thì gặp lành.